Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đang có bác mẫu xe đạp địa hình XDS Tour Maxi 500, là dòng xe đạp mang bộ vành bánh 27,5 inch, cấu hình Shimano DOG 10 lít 3 đĩa, đùi đĩa chụp rỗng và phanh dầu của Shimano. Đấy, một chiếc xe cực đẹp em vừa về. Đấy, sơn xi gần như là mới tinh. Đấy, không một vết xước nhỏ đáng kể trên khung cả, mới tinh luôn, các bác có thể nhìn trên hình đây. Đấy, tông màu trắng rất là đẹp. Đấy, logo XDS được làm theo kiểu phản quang các bác nhé. Đấy, tập theo kiểu phản quang rất là nổi bật chiếc xe này. Và trên này có dòng Romanxi là model của xe và cái hình đây là hình hiệp sĩ. Đấy, làm rất là đẹp, khung sườn nhìn nó rất là cơ bắp, kia là khỏe khoắn. Đấy, toàn bộ dây thì được chạy hết âm sườn các bác nhé, cả dây phanh dầu lẫn dây đè chạy hết âm sườn. Nhôm của xe là sử dụng là nhôm X6 các bác nhé, mở đồ Romanxi thương hiệu XDS, một thương hiệu cũng đã có cái chỗ đứng rất là tốt trên thị trường xe đạp rồi, chuyên cho ra đời những chiếc xe đạp ngon bổ rẻ. Cấu hình cũng rất là chất lượng luôn nhé. Đây là dòng DOG M6000. Nó có một cái khóa, dòng đời mới nó có cái khóa tai này, khóa tai đè này. Đấy, khi mà các bác đi đường sóc nó sẽ không bị nhảy tầng nọ tầng kia. Đấy, 10 tầng lip luôn nhé. Bộ này là 10 lip và 3 tầng đĩa đạp. Đấy, bụi đè trước cũng là DOG này, cũng là dòng đời mới. Và những cái dòng mới như này thì cái chỗ bắt dây đè nó phải là chỗ này đâu nhé, thì nó mới sử dụng cái đề này. Đùi chụp rỗng đến từ thương hiệu Prowell. Đấy, xích nếp này mới tinh luôn. Chiếc xe này thì gần như là mới tinh đập hộp này, từ hãng dắt ra này, rất là mới. Vành bánh 27,5 inch. Đấy, full zin hết toàn bộ 100%. Đấy, toàn bộ nguyên zin hết các bác nhé. Rất là đẹp. Mayu Lovatec, bánh bi vòng, sử dụng bi vòng bạc đạn. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị tay bấm xả Shimano DOG hai bên và cụm phanh dầu của thương hiệu Shimano. Đấy, và nó có một cái khóa hành trình giảm sóc luôn ở trên tay lái cho các bác khóa nhé, rất là tiện lợi. Đấy, giảm sóc zin theo xe này, ống giảm sóc màu đen này. Lốp CFT vành bánh 27,5 inch. Quá đẹp, con này mà các bác mua về mà đi hội nhóm này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác mà xem cái video shop của em thì cũng biết là có hai con các bác nhé, một con trắng một con đen. Đấy, thì các bác quan tâm đến hai chiếc xe thì cứ nhắn vào Zalo 0975709943. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video động để cho các bác xem. Đấy, và size xe đo từ trục đạp đến khóa yên 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe size là size 17 inch các bác nhé, size 17 inch tương đương với size S, thì nó sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 6 đến 7 đi phù hợp. Chuyển động thì
mật mà thôi, xe này chất lượng mới thôi, phải khoảng đến 95-99%. Nên là chuyển động các thứ là cực kỳ là mượt rồi. Còn là nguyên tem e-mây này. Và giá bán của xe bên em đang bán là 11.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.